12 năm làm việc với người giàu, tôi chọn ngồi trên chiếc xe bình thường thay vì xế xịn, đỉnh cao của tự do tài chính là buông bỏ chứ không phải nắm giữ được bao nhiêu tiền. Sau nhiều năm làm việc trong ngành tài chính, tiếp xúc với những người sở hữu tài sản khủng, tôi dần nhận ra những bí mật về tiền bạc không được đề cập trong những cuốn sách dày cộp. Song đó lại là những chiến lược giúp bạn cảm thấy giàu có hơn mà không cần phải cầm tiền trong tay. Bài viết này là chia sẻ của Tim Denning, blogger người Úc, chuyên viết bài cho CNBC và Business Insider gia nhập giới tài chính từ năm 2011, 12 năm qua là quãng thời gian đáng nhớ đối với tôi. Bởi đó là lúc tôi dần nhận ra vô số bí mật thầm kín về giá trị của tiền bạc nhưng không được đề cập trong những cuốn sách dày cộp. Sau những cuộc nói chuyện với người giàu, tôi đã cố gắng tiếp thu mọi thứ có thể để hiểu được giá trị là gì, cách chúng ta đang vận hành cuộc sống có thể khiến cái nghèo cứ đeo bám. Sau nhiều năm làm việc, có đủ tiền để mua một chiếc Lamborghini nhưng tôi không làm vậy. Tôi vẫn lái một chiếc xe Honda Civic vì đã hiểu rõ được giá trị của tiền bạc. Tiền nhiều hay ít là do cách bạn tư duy. Blogger nổi tiếng Tom Ki từng nói, độc giả trả tiền để hiểu thế giới quan của tác giả. Điều này cũng áp dụng trong giới tài chính kinh doanh. Nếu muốn làm giàu, bạn phải thay đổi cách nhìn nhận thế giới xung quanh. Bạn phải hiểu thế giới quan về xã hội, chính trị, công việc và kinh doanh đang hạn chế tiềm năng của bạn ra sao. Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ kinh doanh và giàu hơn bất kỳ ai. Sau đó thế giới quan của tôi trở thành có một công việc tốt và làm giàu từ nghề nghiệp mình yêu thích. Gần đây, thế giới quan của tôi là giúp đỡ người khác đạt được mục tiêu và trở nên rộng lượng hơn. Lúc này tôi nhận ra cho đi càng nhiều thì càng kiếm được nhiều tiền. Việc thay đổi tư duy thực sự tác động đến túi tiền của bạn. Tiền bạc cần được tiếp cận theo cách tối giản. Nếu tiếp cận vấn đề tiền bạc theo cách tối giản, bạn sẽ không bị áp lực phải kiếm được quá nhiều tiền để nuôi sống bản thân. Qua đó cũng không bị sờ chết đi xe honda civic là cách tôi tối giản hóa cuộc sống của mình tất nhiên có thể mua một chiếc xe xịn hơn nhưng tôi không làm thế tôi muốn dành số tiền kiếm được để dùng cho những việc có ích hơn giúp cuộc sống dễ dàng bạn chỉ cần nghĩ đơn giản về cuộc sống bạn có thể sống thiếu thứ gì chỉ cần trả lời được câu hỏi này tình hình tài chính trong tương lai của bạn sẽ thay đổi tất cả những thứ bạn cần chẳng qua chỉ là lời nói dối bạn hoàn toàn có thể sống mà không cần đến nhiều thứ như vậy tiền bạc có thể khiến bạn trở thành kẻ tồi hai năm trước tôi từng hợp tác với một vài người để tổ chức buổi diễn thuyết trực tiếp tiền bạc đã biến họ thành những cái xác sống khi nhận thấy cơ hội làm giàu họ bị mờ mắt mà lao theo vòng xoáy nhằm thu được lợi nhuận khủng tuy nhiên cuối cùng họ chẳng được gì trong tay tiền bạc đã khiến họ làm giàu một cách bất chấp và trở nên lầm đường lạc lối giờ đây họ ngồi ở nhà và chẳng có đồng nào phòng thân tiền có thể sai khiến con người ta làm những điều ngốc nghếch để rồi chúng ta trở thành những kẻ tồi tiền mặt có thể giúp bạn ngủ ngon hàng đêm Tôi đã học được điều này sau khi bán toàn bộ các khoản đầu tư của mình. Mọi người thường mong đợi quá nhiều, trong khi thị trường có khả năng sẽ giống như năm 2008 và vụ sụp đổ Dotcom. Vì thế, tôi đã bán mọi thứ và lấy tiền mặt về. Quyết định bình yên này đem lại cho tôi một điều kỳ diệu. Tôi không còn sợ chết và cảm giác này đáng giá đến từng đồng một. Với hành động này, có thể tôi không phải là nhà đầu tư khôn ngoan nhất, nhưng ít nhất tôi cũng đã thu về lợi nhuận và trả được thuế. Bạn có thể an toàn ngồi trên một đống tiền mặt, lặng lẽ ngắm thế giới đảo điên từ xa. Đầu tư là chuyện dễ, nhưng biết rút chân ra khỏi cuộc chơi mới là thử thách thực sự, cho đi luôn đem đến một cảm giác tuyệt vời. Khi giao bán chiếc ebook, tôi đã gặp một vị khách muốn mua nhưng không đủ tiền. Thay vì bắt chàng trai phải trả 20 USD, tôi đã tặng anh ấy như một món quà. Sau đó tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Vài tiếng sau, chàng trai đã đọc xong từ đầu đến cuối cuốn sách và chia sẻ với tôi mọi thứ mà anh ấy đã học được từ cuốn sách của tôi cảm giác cho ai đó một món đồ khi họ cần còn thỏa mãn hơn là 20 USD mà anh ấy không thể trả tôi. Giờ đây, thỉnh thoảng chàng trai sẽ liên lạc với tôi kể về cách anh ta ứng dụng những điều mình đã học được. Vì thế, đừng bao giờ coi thường sự miễn phí. Nó có thể thay đổi cuộc đời bạn và khiến cuộc đời bạn thêm ý nghĩa. Mất sạch tiền có thể thay đổi cuộc đời bạn. Bạn tôi đã từng bị lừa 250.000 USD tôi cũng mất hầu hết số tiền mình có vào năm 2011. Tuy nhiên, đôi khi mất tiền cũng là chuyện tốt. Mất tiền giống như bạn ấn nút reset, cài đặt lại, nó khiến bạn điều chỉnh lại mức độ tham lam của mình, nó khiến bạn khám phá ra những khả năng thay thế khác, đồng thời nó cũng giúp bạn tìm ra một chân trời mới cho cuộc đời, xây dựng lại toàn bộ cuộc sống. Đừng đánh giá thấp sự tự do của việc buông bỏ đồng tiền. Đây là bí quyết mà không một chuyên gia tài chính nào sẽ dạy cho bạn, là chiến lược giúp bạn cảm thấy giàu có hơn mà không cần phải thực sự cầm tiền trong tay. Theo Medium